Chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cách xuống dòng trong Excel. Đối với những bạn đang mới học cách sử dụng Excel thì có thể các bạn không biết làm cách nào để một đoạn text dài có thể xuống dòng hay còn gọi là ngắt dòng được. Vì mặc định trong Excel khi chúng ta đánh một đoạn text dài nó sẽ cứ chạy thẳng và chèn vào những dòng dòng ô khác, nhưng nếu dòng ô đó có đoạn text thì nó sẽ che mất đoạn text trước đó và sẽ không nhìn thấy toàn bộ nội dung của dòng đó. Mọi người thường sử dụng kéo ô rộng ra để nhìn được hết đoạn text, nhưng với những đoạn đoạn văn bản nó quá dài thì sẽ không thể làm cách đó được. Lúc này chúng ta cần biết cách để xuống dòng đoạn text trong Excel. Việc xuống dòng trong Excel chúng ta có hai cách. Một là cách ngắt dòng tự động, đó là sử dụng crop text. Thì Excel sẽ tự động xuống dòng cho chúng ta. Cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng ngắt dòng thủ công. Đó là bạn muốn ngắt ở chỗ nào thì chúng ta giữ ấn phím Alt và nhấn Enter. Enter thì đó, thì nó sẽ tự động xuống dòng ở cái đoạn mà các bạn muốn muốn xuống dòng. Chúng ta có thể căn chỉnh được đoạn text bằng công cụ ở trên này. Các bạn phải căn ra giữa cho đẹp. Căn giữa này, căn trái này, căn đều này, vân vân. Đó là cách xuống dòng trong Excel, hay mọi người gọi là cách ngắt dòng. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người hai cách để ngắt dòng trong Excel. Hy vọng bài viết có thể giúp mọi người học Excel tốt hơn. Nếu mọi người thấy video hay thì có thể chia sẻ và cho mình một nút đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người.